Xin chào tất cả các bạn. Để cắt kiểu mullet này các bạn làm như sau nha. Đầu tiên chúng ta sẽ phân khu như trong video. Các bạn sẽ phân đường trung tâm, chia tóc thành hai nửa trái phải bằng nhau và chia một đường giữa hai bên để chia tóc thành nửa trước và nửa sau, xác định từ đỉnh đầu chia xuống. Bây giờ mình xác định là ba ngón tay xếp cạnh nhau để chia khung mai. Tiếp tục mình chia ra phía sau xuống điểm lồi nhất phía sau, chia vòng cung xuống để tạo thành khu chữ U như thế này. Các bạn quan sát nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành bước cắt. Bước cắt thì chúng ta sẽ chú ý chúng ta sẽ lấy một chút tóc ở phần phía sau ở giữa khu chữ U phía trên này. Mình sẽ đo ba ngón tay xếp cạnh nhau và cắt quyết định độ dài. Tiếp tục mình sẽ nâng góc độ là 135 độ và đường cắt 90, cắt theo đường chuẩn trước đó. Các bạn sẽ nâng đúng theo đường chia nhá. Đường chia như nào chúng ta sẽ nâng đúng đường chia như vậy. Sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện hết xung quanh khuôn đầu. Việc cắt phương pháp này sẽ giúp là loại bỏ tóc và chúng ta sẽ cắt quyết định khung của kiểu mullet này rất nhanh và hiệu quả nhá. Bên cạnh đó chúng ta sẽ tạo ra một đường chuẩn chạy xung quanh khuôn đầu và căn cứ vào đó để mình điều chỉnh từng lớp tiếp theo. Đến bước tiếp theo này mình sẽ trải xuống quan sát. Các bạn sẽ cắt quyết định khuôn viền phía sau nhá. Ở đây chúng ta sẽ thấy là khuôn viền phần gáy này, tùy vào mong muốn khách hàng mọi người sẽ có thể căn cứ mọi người cắt nhá. Đây mình trải không độ và tiến hành cắt đường cắt zigzag để quyết định phần khuôn viền ở phía sau. Các bạn cũng đừng quên cắt loại bỏ góc nhọn ở phía hai bên này nhá. Hai bên chúng ta sử dụng cùng một phương pháp tương tự để cắt phần khuôn viền này. Ở bước tiếp theo này chúng ta sẽ tiếp tục điều chỉnh tầng lớp cho phần tóc ở khu bên dưới này. Các bạn sẽ chia mảng dọc và nâng góc độ là 90 đường cắt 135 nhá. Chúng ta cắt từ đường chuẩn ở phía trên, căn cứ xuống chúng ta cắt thẳng xuống. Cắt kết nối với phần tóc khuôn viền ở bên dưới các bạn vừa cắt xong nhá. Sử dụng cùng một phương pháp tương tự để chúng ta nâng và cắt hết phần tóc này, đây là hiệu quả nhá. Do kỹ thuật giống nhau nên mình sẽ tiến hành sẽ tua nhanh một chút nha các bạn thông cảm. Ở đây chúng ta sẽ nâng góc độ 90 đường cắt 45, nâng đúng theo vòng quanh khuôn đầu. Các bạn lưu ý đây là góc độ so với khuôn đầu nha. Nếu các bạn nào mà chưa rõ về góc độ có thể nhắn riêng cho mình để mình hỗ trợ các bạn về kiến thức này, hoặc có thể tham khảo những khóa học trực tiếp hoặc online của mình nhá, đặc biệt là khóa trực tuyến mình sẽ đào tạo các bạn ở xa. Ở bên đối diện các bạn sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện hết cho mình nhá. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ nâng đúng trung tâm mảng, không nghiêng dịch về đâu cả nhá. Đó các bạn quan sát. Mình nhắc lại, đây là phương pháp chúng ta sẽ cắt theo góc độ so với khuôn đầu. Các bạn nhiều bạn nhầm tưởng thứ nhất là góc độ so với khuôn đầu và góc độ so với mặt đất. Chúng ta sẽ phải chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ cắt quyết định phần mai để cho nó ngắn đi một chút nhá. Với mullet do kiểu tóc nam này chúng ta không nên để mai dài quá. Các bạn sẽ nâng kéo lược lên và chúng ta sẽ cắt quyết định độ dài phần mai. Tùy vào khách hàng mong muốn để mọi người có thể nâng lên chúng ta cắt dài hay ngắn nha. Tiếp tục mình sẽ bấm qua khuôn viền ở phần tóc phía trước, vát về phía sau khoảng 30 độ. Phần tóc ở phía sau các bạn vén tóc, phần tóc phía trên lên. Chúng ta cũng sẽ cắt quyết định vát về phía trước góc khoảng 30 độ. Tiếp tục mình sẽ cắt phần tóc phía sau tai, gạt phần tóc ở phía trên lên và chúng ta sẽ cắt quyết định khuôn viền ở một chút ở phía sau tai nữa nha. Trải xuống và bấm qua một chút nữa là xong phần khuôn viền. Ở bên đối diện do giống nhau nên mình sẽ tua nhanh một chút các bạn thông cảm nha. Sử dụng cùng một phương pháp giống như bên đối diện thôi để mình hoàn thiện hết phần tóc này. Lưu ý trong quá trình cắt mọi người phải quan sát hai bên thật đồng đều để chúng ta bấm hai bên cân nhau. Tránh trường hợp là bên cao bên thấp, bên dày bên mỏng, khiến cho việc là chúng ta không có sự hài hòa và đồng đều của kiểu tóc nha. Và đây là kết quả của các bước vừa cắt xong phần thành tóc bên dưới. Bây giờ mình sẽ thả phần tóc khu chữ U ở phía trên ra và chúng ta sẽ chia mảng vát chéo về phía sau góc 45 độ và cắt quyết định độ dài dài hơn phần thành tóc bên dưới khoảng 0,5 đến 1 cm nha. Các bạn sẽ nâng góc độ 45 độ và đường cắt cắt theo đường chia góc cắt là 90 độ. Sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy mình đang sử dụng phương pháp cắt zigzag để giúp cho kiểu tóc có độ mềm mại cao nhất có thể. Chút nữa mình không phải tỉa quá nhiều. Các mảng tóc ở phía trên mình tiếp tục chia mảng song song với mảng tóc ở trước đó và tiến hành nâng góc độ cao hơn góc độ ở mảng trước khoảng 5 độ nha. Cứ mảng sau nâng cao hơn mảng trước khoảng 5 độ. Mảng đầu tiên mình nâng 45 độ, mảng thứ hai này mình sẽ nâng lên 50 độ để chúng ta có được tầng lớp vừa đủ giúp cho kiểu tóc được mềm mại hơn. Cứ như vậy các bạn sẽ cắt hết phần tóc ở trên đỉnh này. Do kỹ thuật giống nhau nên mình xin phép sẽ tua nhanh một chút nha. Ở bên đối diện cũng sử dụng cùng một phương pháp tương tự để cho cân bằng nhau nhất thì các bạn có thể là đo bằng lược này cũng được. Một phương pháp rất thủ công nhưng mà rất chuẩn xác để chúng ta sẽ cắt quyết định hai phần tóc được bằng nhau. Đối với các bạn mới thì chúng ta nên sử dụng phương pháp này nha. Còn các bạn mà đã cắt quen rồi ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là đưa ra và căn độ dài để chúng ta có thể cắt luôn được. Nhưng tuy nhiên chúng ta phải cắt cẩn thận để hai bên được đều nhau nha. Ở bên đối diện các bạn cũng sử dụng cùng một phương pháp tương tự. Mình chia mảng chữ V này, mục đích của mình là muốn là tầng lớp và khuôn viền của cái tóc sẽ chạy vát về phía sau. Các bạn sử dụng cùng một phương pháp giống như bên đối diện để chúng ta hoàn thiện nha. Sau khi cắt xong rồi thì mình sẽ trải ra và cắt đi góc nhọn nếu có ở phần tóc ở giữa này. Thường sẽ xuất hiện một góc nhọn nha. Các bạn cắt đi rồi thì nó sẽ rất là tròn đều. Tiếp tục mình sẽ tiến hành phương pháp chúng ta sẽ tỉa luôn. Ở đây mình sẽ tỉa ướt nha. Ở đây mình sử dụng kéo răng cưa với độ đi tóc khoảng 15 đến 20%. Tỉa một đường ở sâu bên trong khoảng 3 cm.
Tiếp tục đưa kéo góc 45 độ tỉa ra xa một đường nữa, khoảng 1cm cách đường trước đó 1cm nhé. Các bạn có thể quan sát hiệu quả và phương pháp mình tỉa. Tỉa này sẽ giúp cho tóc được loại bỏ nhanh nhất và sẽ tạo độ ôm cụp tự nhiên cực cao. Một phương pháp rất đơn giản nhưng mà lại rất hiệu quả. Xong phần tóc ở phía sau khu chữ U rồi, mình sẽ cắt phần chữ U phía trước. Mình xác định trung tâm của khu chữ U phía trước và chia một mảng tóc chạy từ phía sau ra phía trước, độ dày khoảng 2cm, cắt quyết định độ dài phần mái như các bạn đang quan sát. Tiếp tục mình sẽ nối giữa phần tóc ở phía sau vừa cắt xong và phần tóc ở độ dài phần mái các bạn cũng vừa cắt xong. Chúng ta nâng lên và cắt liên kết hai phần tóc này với nhau. Sử dụng cùng phương pháp, chúng ta nâng lên góc khoảng 180 độ so với mặt đất và cắt đường cắt 90. Ở đây là góc 180 độ so với mặt đất, nghĩa là chúng ta sẽ nâng vuông góc mặt đất ấy, hơi vuông góc một chút nha. Các bạn trải lên và quan sát cắt. Rồi chúng ta có thể trải thẳng lên và quan sát hiệu quả mặt cắt song song mặt đất là ok. Bây giờ mình sẽ chia đôi đường chuẩn và xác định điểm đỉnh là điểm cao nhất trong khuôn đầu. Mình sẽ chia phát tán. Từ cái điểm đỉnh đấy chúng ta sẽ phát tán ra các điểm khác nhau để chúng ta cắt hết phần tóc còn lại ở hai bên. Hay có mọi người đang gọi ở bên ngoài là mũi cam, mũi quýt hoặc mũi bưởi gì đó. Các bạn nâng lên cùng một góc độ 180 độ so với mặt đất và sử dụng được cắt 90, cắt theo đường chuẩn ở bên cạnh. Cứ như vậy các bạn sử dụng cùng phương pháp để cắt hết phần tóc ở hai bên này. Do kỹ thuật giống nhau nên mình xin phép sẽ tua nhanh, các bạn thông cảm nhé. Ở bên này chúng ta cũng sử dụng một phương pháp tương tự, nhưng có lưu ý là chúng ta cắt bên nào sẽ đứng bên đấy, để tránh việc chúng ta sẽ đứng qua mặt khách hàng để cắt rất khó chịu cho khách hàng. Như vậy là chúng ta cũng sẽ không đạt được hiệu quả cao trong quá trình chúng ta làm dịch vụ rồi, đúng không ạ? Sử dụng cùng một phương pháp để chúng ta sẽ cắt hết nhá. Bây giờ mình xác định ở sống mũi, mình sẽ chia đôi phần tóc ở phía trước ra và mình sẽ nối cho phần tóc ở phía sau với phần tóc khu mái để cắt đi phần tóc thừa ở giữa này. Các bạn sẽ nâng góc độ khoảng 20 độ nhá và đỡ lược chúng ta sẽ cắt rích chắc từ ở phía sau ra phía trước như các bạn đang quan sát. Ở bên đối diện các bạn sử dụng cùng một phương pháp tương tự nhá. Do giống nhau nên mình có thể là tua nhanh, các bạn cùng quan sát. Bây giờ mình sẽ nâng lên và kiểm tra xem có góc nhọn ở phía trên không. Thì các bạn sẽ cắt đi góc nhọn ở phía trên này. Việc các bạn cắt đi góc nhọn này sẽ giúp cho khách hàng có thể là đỡ bị vẩy khi chúng ta vuốt tóc về phía sau. Và thứ hai là khách hàng có thể để được rất nhiều các dạng ngôi khác nhau, vuốt về sau, nay để ngôi bên này, mai để ngôi bên khác. Tiếp tục mình sẽ sử dụng kéo răng cưa tỉa từ trong ra ngoài như các bạn đang quan sát, cách phần ngọn tóc khoảng 2-3cm để mình tỉa tạo độ liên kết tốt cho bề mặt và giúp giảm thiểu lượng tóc ở trên phần tóc khu tốp này, giúp cho tóc sẽ bay bổng và đẹp hơn nha. Hai bên các bạn sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện hết bước tỉa này. Sau rồi mình sẽ quan sát, đây là hiệu quả khi tóc ướt nha. Sau đó các bạn sẽ tiến hành sấy khô tự nhiên. Với phần tóc ở phía trước thì chúng ta sử dụng lược bán nguyệt hay lược xương, chúng ta sấy cho tóc đổ về phía sau như các bạn đang quan sát. Sau rồi mình sẽ quan sát phần tóc nào mà chưa liên kết với nhau, tiến hành bắt lên và chúng ta tỉa ngược nha, đưa kéo song song với cả mảng tóc và chúng ta sẽ tỉa bớt đi để giúp cho trọng lượng được giảm và độ liên kết bề mặt của mái tóc được tốt nhất nha. Sử dụng cùng một phương pháp tương tự, các bạn sẽ quan sát và tỉa với các bên còn lại. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong bài cắt này rồi. Chỉ còn bước cuối cùng đó là quan sát bề mặt có sợi tóc nào thừa ra các bạn chốt đi và các bạn sẽ bấm khuôn viền là xong. Sau đó mình sẽ bôi một chút sáp nha và đây là kết quả. Chúc các bạn ứng dụng thành công. Các bạn có mình hỗ trợ thêm kỹ thuật gì nữa hoặc bài cắt gì có thể comment bên dưới hoặc có thể tham khảo những khóa học trực tiếp hoặc online của mình, đặc biệt là khóa học trực tuyến để hỗ trợ cho tất cả các bạn đang ở xa khu vực Hà Nội không đi học trực tiếp được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau.